Các cụ già 100 tuổi tập luyện ở Hồng Kông trước cuộc đua marathon tiến từ Hồng Kông. Ở tuổi 101 thì cụ Fao Chaxin, người Anh gốc Ấn, quyết định tham dự cuộc đua marathon cuối cùng dài 10 cây số được tổ chức ở Hồng Kông vào ngày mai. Chào đời vào năm 1911, trước cả đệ nhất thế chiến, phần lớn cuộc đời của cụ Singh trải qua ở một nông trại thuộc Punjab của Ấn Độ. Nhưng cuộc sống của cụ rẽ sang một bi kịch khi ở tuổi 83, cụ chứng kiến cảnh con trai chết thảm khốc trong một tai nạn. Quá đau đớn thì cụ Singh chuyển đến London và bắt đầu tập chạy, hy vọng là giúp tâm trí thoát ra khỏi thảm kịch. Cụ tiếp tục chạy và hoàn thành cuộc đua marathon đầu tiên ở tuổi 89. Năm 2003, ở tuổi 90, cụ Singh xuất sắc giành được giải nhất của cuộc đua marathon Toronto Giành Ả Đại với thành tích là 5 giờ 40 phút. Thành tích này giúp cho cụ lọt vào sách kỷ lục thế giới Guinness là lực sĩ marathon cao tuổi nhất thế giới. Năm 2004 thì cụ được vinh dự rước được ngọn đuốc của Olympic Athens. Với chiếc khăn xếp màu vàng và bộ râu dài đặc trưng, cụ Singh được đặc biệt danh là cơn lốc khăn xếp vì sự nhanh nhẹn vô cùng so với số tuổi. Cuộc đua marathon ngày mai sẽ là sự kiện cuối cùng mà cụ tham gia. Tuy nhiên thì cụ dự định sau đó sẽ tiếp tục chạy ít nhất là 4 giờ mỗi ngày.